Kính thưa ban giám khảo, cùng các đồng chí cán bộ, giáo viên cụm mầm non số 1, trường mầm non Quế Nham được thành lập từ ngày 23 tháng 8 năm 1998. Trường nằm trên địa bàn thuộc xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang với tổng diện tích mặt bằng là 3.360 m². Trường có tổng số 45 cán bộ giáo viên, nhân viên, 17 lớp học với 443 trẻ. Trải qua 24 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, từ một trường có 6 lớp mẫu giáo, học lẻ tẻ tại các nhà văn hóa ở các thôn, đến nay trường đã có khuôn viên đẹp và cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ. Nhà trường được công nhận đạt chuẩn vào tháng 12 năm 2019. Thực hiện kế hoạch số 30, kế hoạch giáo dục đào tạo ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Yên về thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025. Tập thể, cán bộ, giáo viên, trường mầm non Quế Nham luôn phấn đấu, nỗ lực không ngừng để nhà trường với thương hiệu trường mầm non xanh, an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Mùa xuân ai đi hái hoa, mà em đi nuôi dạy trẻ. Sao em muốn đàn em màu khỏe, sao em muốn đàn em màu ngoan. Hay bởi vì em quá yêu thương những đôi môi đỏ, những đôi má tròn. Em yêu từng đôi mắt sáng, lòng lành như những giọt sương, lòng lành như những giọt sương. Đến với hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chúng tôi xin phép được giới thiệu các tiêu chí đã đạt được của nhà trường như sau. Về xây dựng môi trường vật chất, tiêu chí 1, có các phòng đảm bảo theo quy định phù hợp với trẻ. Nhà trường có các phòng đảm bảo yêu cầu về diện tích theo quy định, đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Các trang thiết bị, điều kiện đảm bảo an toàn, vệ sinh, có đủ nguồn nước sạch phục vụ cho sinh hoạt của giáo viên và trẻ hàng ngày. Tiêu chí 2. Sắp xếp không gian trong lớp học hợp lý. Phòng, lớp học được giáo viên sắp xếp gần gũi, quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của trẻ. Mỗi lớp có một cách trang trí, sắp xếp khác nhau, thể hiện các nét văn hóa riêng của cộng đồng và địa phương vùng nông thôn Quế Nham. Việc phân chia không gian và vị trí, các khu vực hoạt động và sinh hoạt của trẻ phù hợp với diện tích phòng và vị trí cửa ra vào, cửa sổ. Có không gian riêng để cất giữ đồ đạc cá nhân của giáo viên và trẻ. Tiêu chí 3. Trang trí phòng, lớp đảm bảo thẩm mỹ, xanh, an toàn, thân thiện, phù hợp lứa tuổi. Tranh ảnh, bảng biểu được trang trí, treo và dán ngang tầm mắt trẻ. Màu sắc hài hòa, không quá rực rỡ. Có sử dụng tranh, ảnh là sản phẩm của giáo viên và trẻ trong quá trình triển khai các chủ đề. Có môi trường chữ viết to, rõ ràng.
đối với mẫu giáo 5-6 tuổi, ưu tiên môi trường chữ số và chữ cái. Trong lớp, tạo môi trường bằng các hình ảnh động, tạo cơ hội cho trẻ gắn sắp xếp theo ý tưởng của trẻ. Không vẽ tranh cố định lên tường, không trang trí, che chắn ánh sáng cửa sổ. Hệ thống bảng biểu và các khu vực trang trí theo đúng công văn, hướng dẫn của sở, của phòng năm học 2021-2022. Tiêu chí 4. Các góc hoạt động trong lớp được xác định rõ ràng. Số lượng các góc phù hợp với diện tích phòng, số lượng và lứa tuổi trẻ, phù hợp với chủ đề giáo dục đang thực hiện. Trong các lớp đều có 3 góc cố định: góc phân vai, góc sách truyện, góc khám phá trải nghiệm và 2 góc không cố định theo quy định. Có thể sắp xếp thêm, bớt hoặc di chuyển tùy nhu cầu thực tế. Biển tên góc không cố định như góc tạo hình âm nhạc, góc xây dựng, góc vận động có thể tháo ra, lắp vào thuận tiện cho việc đổi tên góc khi đổi sang góc mới. Các góc hoạt động trong lớp mang tính mở, được bố trí thuận tiện, linh hoạt, dễ thay đổi, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và thực hành, trải nghiệm, khuyến khích trẻ hoạt động theo nhiều cách khác nhau. Tiêu chí 5. Các góc hoạt động được bố trí hợp lý, thuận tiện, linh hoạt. Bố trí các góc hoạt động hợp lý. Góc hoạt động cần yên tĩnh, bố trí xa các góc hoạt động ồn ào như góc thư viện, sử dụng sách, tranh ở nơi nhiều ánh sáng. Các góc hoạt động có ranh giới rõ ràng, có lối đi cho trẻ di chuyển thuận tiện khi liên kết giữa các góc chơi. Các góc dễ dàng sắp xếp lại tùy theo yêu cầu hoạt động của trẻ. Tên hoặc ký hiệu góc đơn giản, gần gũi với trẻ, được viết theo đúng quy định mẫu chữ hiện hành. Sắp xếp các góc để giáo viên có thể dễ dàng quan sát, giám sát được toàn bộ hoạt động của trẻ. Tiêu chí 6. Có đa dạng đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ chơi và hoạt động sáng tạo. Có đủ số lượng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị theo quy định. Có nguyên vật liệu mang tính mở, lá cây, hột hạt. Sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm chưa hoàn thiện. Có sản phẩm mua sẵn. Sản phẩm giáo viên và trẻ tự làm. Sản phẩm của địa phương mang tính đặc trưng, văn hóa vùng miền. Đồ dùng, đồ chơi,
nguyên vật liệu an toàn, vệ sinh, phù hợp với thể chất và tâm lý của trẻ mầm non. Tiêu chí 7. Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu được sắp xếp, hấp dẫn, hợp lý, kích thích hứng thú hoạt động của trẻ. Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu, học liệu có giá đựng ngăn nắp, gọn gàng, để ở nơi trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ dùng và dễ cất. Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu được thay đổi và bổ sung phù hợp với mục tiêu, chủ đề, hoạt động và hứng thú của trẻ. Tiêu chí 8. Có các góc, khu vực khác nhau được quy hoạch phù hợp, thân thiện với trẻ ngoài lớp học. Có các góc, khu vực, hoạt động ngoài trời được xác định rõ ràng. Có các khu vực cho trẻ trải nghiệm như chợ quê để hàng ngày trẻ được trải nghiệm công việc của người bán hàng, nhận biết được các sản phẩm, hàng hóa của địa phương. Khu vui chơi phát triển vận động có nhiều dụng cụ tạo cơ hội rèn luyện các kỹ năng và chơi các trò chơi vận động dân gian trẻ yêu thích. Góc chơi cát nước để trẻ thỏa chí sáng tạo, tò mò, khám phá với cát, sỏi, nước. Vườn cổ tích với những cây cỏ, hoa và con vật ngộ nghĩnh để trẻ nhớ lại những câu chuyện cô giáo và ông bà đã kể cho trẻ nghe. Khu vực vườn hoa, cây cảnh, vườn rau phù hợp và đảm bảo an toàn cho trẻ. Môi trường an toàn, sạch đẹp, tạo hình ảnh và ấn tượng phù hợp với thực tế, đặc trưng riêng của trường mầm non Quế Nham. Tiêu chí 9. Có đa dạng hóa các đồ dùng, đồ chơi, học liệu, đảm bảo an toàn, vệ sinh. Đồ dùng, đồ chơi, phong phú về chủng loại, an toàn, thẩm mỹ, phù hợp với chủ đề, đáp ứng mục tiêu giáo dục, được sắp xếp, hấp dẫn, hợp lý, thuận tiện cho trẻ trong sử dụng, vui chơi. Đồ dùng, đồ chơi, đảm bảo an toàn, vệ sinh. Về xây dựng môi trường xã hội, tiêu chí 10. Tạo không khí giao tiếp tích cực, vui tươi, mối quan hệ gần gũi, yêu thương. Giáo viên có hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ nhẹ nhàng, gần gũi, yêu thương. Đối với trẻ lịch sự, nhã nhặn với những người khác, giáo viên luôn mẫu mực để trẻ noi theo.
Hàng ngày, giáo viên luôn đối xử công bằng với các trẻ. Từ bữa ăn, giấc ngủ, giờ học, giờ chơi và trong các sinh hoạt hàng ngày. Xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa giáo viên và phụ huynh. Tạo được không khí giao tiếp tích cực. Kích thích hứng thú hoạt động của trẻ ở trường mầm non. Tiêu chí 11. Đảm bảo an toàn. Nhà trường luôn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lớp học, đồ dùng, đồ chơi, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đồ dùng, đồ chơi, hột hạt có nắp đậy. Giáo viên luôn chú ý, hướng dẫn và giáo dục trẻ chơi an toàn. Vì thế, trong năm học, không có trẻ xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường. Tiêu chí 12. Công tác tuyên truyền. Có bảng tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Về xây dựng môi trường và phương pháp giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm. Tuyên truyền dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19. Tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ. Thông tin về sự phát triển của trẻ. Trong năm học, nhà trường không có đơn thư, khiếu kiện giữa phụ huynh với giáo viên. Có các văn bản, bài viết, tuyên truyền được sắp xếp khoa học. Thực hành việc khai thác sử dụng có hiệu quả môi trường giáo dục trong việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Tiêu chí 13. Chuẩn bị môi trường phù hợp. Nhà trường luôn xây dựng và sắp xếp môi trường trong và ngoài lớp học phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non. Tạo cơ hội để trẻ khai thác, sử dụng, phát huy tính tích cực, sáng tạo, đáp ứng mục tiêu giáo dục và sự phát triển của trẻ. Tiêu chí 14. Tổ chức sử dụng môi trường giáo dục phù hợp, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ, giáo viên luôn nắm vững cách sử dụng, tính năng, tác dụng của các đồ dùng, đồ chơi để khai thác và hướng dẫn trẻ sử dụng đồ dùng, đồ chơi có hiệu quả. Thường xuyên bổ sung đồ dùng, đồ chơi, học liệu trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục. Sắp xếp môi trường hợp lý, xanh, an toàn, thân thiện. Việc sử dụng môi trường, đồ dùng, đồ chơi được thể hiện rõ ràng trong kế hoạch giáo dục của giáo viên. Hàng ngày, hàng tuần, phân công nhiệm vụ và phối hợp giữa các giáo viên phụ trách lớp trong việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục. Kính thưa ban giám khảo, trên đây là những tiêu chí xây dựng và sử dụng môi trường lấy trẻ làm trung tâm của trường mầm non Quế Nham. Các tiêu chí này đã giúp cho môi trường giáo dục của nhà trường ngày càng phong phú, đẹp mắt và khang trang hơn. Trường mầm non Quế Nham sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để các con học sinh được học và chơi trong ngôi trường hạnh phúc của mình. Xin trân trọng cảm ơn.